Now, you are doing the generosity and meditation retreat every day. Bây giờ trong cái khóa thiền này, rất là nhiều thí chủ đã làm cái việc bố thí cúng dường hàng ngày. So, all meditators also taken sila, maintaining precepts, not to break during the meditation retreat. Tất cả thiền sinh cũng đã thọ giới và giữ gìn giới rất là trong sạch, không có bị phạm, không lắm nhơ trong suốt khóa thiền. So, you have the same sila, virtuous behavior. Và do vậy quý vị có cùng cái giới, tức là đồng đẳng về giới. You also have faith in the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Và quý vị cũng có cái đức tin đối với Đức Phật, với giáo pháp và với chư tăng. That's why you are practicing meditation according to the Buddha's teachings. Vì vậy cho nên quý vị thực hành thiền theo cái sự hướng dẫn hay theo lời dạy của Đức Phật. So you all have the same faith, sadhana. Cái vậy mà quý vị có cùng cái tín, tức là đồng đẳng về tín. You also have the wisdom, which believe and can mark and its results. Và quý vị cũng có trí tuệ hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp. When you can keep precepts, for example, 5 precepts, you can obtain the good results of keeping 5 precepts. Quý vị biết đó, khi quý vị giữ gìn năm giới thì quý vị có đạt được những cái lợi ích quả báu từ năm giới. You also know if someone does not keep 5 precepts, does not maintain 5 precepts, this person can may experience the bad results of breaking 5 precepts. Và quý vị cũng có trí tuệ hiểu rằng đối với những ai không có giữ gìn, không thực hiện năm cái giới hành đó thì họ sẽ gặp phải những cái đau khổ. In the same way, when you practice meditation, sure, you can also attain nirvana, you can escape from the sufferings. You have such kinds of wisdom. Và quý vị cũng có trí tuệ hiểu rằng bằng sự thực hành thiền này, một ngày nào đó mình cũng sẽ chứng đắc được niết bàn, sẽ thoát khỏi mọi khổ đau. Especially here wisdom me knowing karma and its results. Và đặc biệt trí tuệ ở đây muốn nói tới là trí tuệ hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Tell me when you do good things, good actions, then you can experience good results. When you do bad things, bad actions, you need to accept bad result or this karma. Knowing karma and karma result is called wisdom. Và khi quý vị hiểu rằng mình làm những cái việc tốt thì sẽ nhận được kết quả tốt, mình làm những việc xấu thì sẽ bị những cái kết quả xấu. Và trí tuệ hiểu biết như vậy gọi là tuệ hiểu về nghiệp và quả của nghiệp hay là luật nhân quả. So, you have the same sammasada, the same faith. Sammasila, the same sila, morality. Sammapinya, the same wisdom. Như vậy, quý vị ở đây có cùng cái đức tin, cùng giới hạnh và cùng trí tuệ. Although you have the same sada, faith, sila, virtuous behavior, Pinya wisdom. But one is generous, another one is not generous. Is there any difference between these two persons? Và giả như hai người trong quý vị có cùng giới, cùng tín, cùng trí tuệ, đồng đẳng nhau về ba cái phương diện này, nhưng mà một người thì hào phóng, còn một người không hào phóng, thì giữa hai người này có gì khác nhau? You know, during the Buddha times, there's one princess, the daughter of Kosala king. Her name was Sumana. Và thời Đức Phật, có cô công chúa, con gái của vua Kosala tên là Sumana. Sumana asked these questions to the Buddha.
Và công chúa đã đến gặp Đức Phật đặt câu hỏi với Ngài. Then the Buddha answered, there are differences between these two persons. Và Đức Phật trả lời, vâng, có sự khác biệt giữa hai loại người này. The Buddha has many disciples. So now you are Buddha's disciple. You also believe in the Buddha. You also have morality, sila. Then you also know, you also have wisdom, which is knowing karma and its results. But some may have generosity, some may not have generosity. When they pass away after death, because of they have faith in the Buddha, Dhamma, Sangha, they also maintain precepts, at least 5 precepts not to break. They also believe in karma and its results, so they have wisdom. Then they will be reborn in Deva realms. Và Đức Phật có rất là nhiều đệ tử, cũng giống như quý vị ở đây cũng là đệ tử Phật. Đó là quý vị có đức tin nơi Ngài, quý vị có cái giới hạnh và có trí tuệ hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Khi mà có cùng những cái phẩm chất như vậy và sau khi thân hoại mạng chung do những cái phẩm hạnh như vậy thì quý vị có thể tái sinh lên thiên giới. To me, although you have no generosity, although you don't do dana, because of Saddha, Sila, Penya, sure, you can become a Deva or Devis and Devarans. Và ở giữa quý vị có người thì có bố thí hào phóng, có người không bố thí. Nhưng mà người ta có thể tái sanh lên thiên giới không phải do bố thí mà do giữ giới và do trí tuệ hoặc là do đức tin. Do vậy mà sau khi tái sanh lên thiên giới thì sao? But there are differences between these two persons when they become Deva. Và có sự khác nhau giữa hai người khi mà hai người đó trở thành chư thiên. What are the distinctions, the differences between these two persons when they become Deva? Sự khác nhau giữa hai vị thiên giả đó là gì? The one who has generosity will surpass the other in 5 ways, 5 things. Và cái vị chư thiên mà có bố thí cúng dường thì sẽ vượt xa vị chư thiên không bố thí cúng dường ở 5 phương diện. Devina, Ayuna, you know, celestial lifespan, divine lifespan. Their lifespan is longer than the other one who have generosity. Phương diện thứ nhất là thiên thọ mạng, tức là thọ mạng của vị mà có bố thí cúng dường sẽ lâu dài hơn cái vị không bố thí cúng dường. Devina, Wanina, you know, the one who has generosity will surpass the other one in beauty. Tell me, he or she will be more beautiful than the other one who does not have generosity. Và phương diện thứ hai là thiên dung sắc, tức là vị thiên mà kiếp trước có sự bố thí cúng dường thì sẽ vượt xa vị thiên không bố thí cúng dường về phương diện sắc đẹp vị ấy. Nếu là thiên nữ sẽ đẹp gái hơn, nếu là thiên nam sẽ đẹp trai hơn. Then Devina Sukhina or Sukha's happiness. Okay? Then the one who has generosity will surpass the other one with happiness. Tell me, he will be richer, he will be more happier than the other one who has no generosity. Và phương diện thứ ba đó là thiên lạc, tức là vị thiên mà có bố thí cúng dường ở đời trước sẽ vượt xa thù thắng hơn vị thiên không bố thí cúng dường ở phương diện sung sướng, hạnh phúc, giàu có hơn của cải và cái sự hưởng thụ nó nhiều hơn. Devina, Yasena, Yasami, Faith. So the one who has generosity will surpass the other one in faith. Then me, he will be more famous than the other one who has no generosity, dana. Và phương diện thứ tư là phương diện thiên danh xưng, tức vị có bố thí cúng dường sẽ vượt xa vị không bố thí cúng dường ở phương diện danh xưng, danh tiếng, vị ấy sẽ nổi tiếng hơn vị kia. Then, Devina Adipatiyena, Adipatiyami authority. He will be surpass the other one in authority.
That means he will be more powerful than the other one who has no generosity. Và phương diện thứ năm là thiên quyền lực, tức là vị thiên có bố thí cúng dường sẽ vượt xa vị không bố thí cúng dường ở phương diện quyền lực, có nhiều quyền lực hơn. Although they are the same as Deva, but there are differences because of generosity. Mặc dù họ cùng là chư thiên nhưng mà họ khác nhau về năm phương diện này bởi vì cái phước của bố thí cúng dường khác nhau. Then Sumana princes continue to ask the Buddha, when they pass away from Deva realm, they will be reborn in a human realm as a human being. So is there any difference? Is there any distinction between these two persons and human realms? Và công chúa Sumana hỏi tiếp Đức Phật rằng nếu hai vị thiên đó chết đi từ cõi chư thiên và tái sanh vô cõi người làm người thì có sự khác biệt nào giữa hai người này hay không? They all are human beings. They are the same or not? Quý vị thấy đó, loài người chúng ta tất cả là con người nhưng mà có giống nhau hay không? Okay, you understand. Then the Buddha also continued to explain there will still be difference, distinction between those two persons when they become a human being. Và Đức Phật cũng trả lời rằng có sự khác nhau giữa hai người này khi họ tái sanh trở lại làm người. Because of generosity, the one who has generosity will surpass the other one in these five things. Và bởi vì phước bố thí cúng dường cho nên cái vị mà có bố thí cúng dường sẽ vượt xa cái vị kia ở năm phương diện. Manusena ayuna, the one who has generosity will surpass human beings' lifespan. That means his lifespan will be longer than the one who has no dana. Và phương diện thứ nhất đó là nhân thọ mạng, tức là người có bố thí cúng dường thì sẽ sống lâu, tuổi thọ lâu hơn cái người không có đà ná, không có bố thí. Manusena vanena. In the same way, the one who has generosity will surpass the other one in beauty. His appearance will be more beautiful than the other one who has no generosity. Phương diện thứ hai đó là nhân dung sắc. Người nào mà có phước bố thí cúng dường thì sẽ vượt xa về sắc đẹp so với người mà không có bố thí cúng dường. Manusena sukhena, happiness or rich, wealthy. The one who has dana will surpass the other ones in happiness. That means his happiness will be higher than the other ones who has no generosity. Và phương diện thứ ba là nhân lạc, là hạnh phúc. Cái người mà có bố thí cúng dường sẽ vượt xa người kia ở phương diện sung sướng, hạnh phúc, giàu có ở khỏi người. Manusena yasena. In the same way, the one who has generosity will surpass the other one in fame. That means he will be more famous than the other one who has no generosity in human realms. Và phương diện thứ tư là nhân danh xưng, tức là người có phước bố thí cúng dường sẽ vượt xa về danh tiếng, vị ấy sẽ nổi tiếng hơn cái vị mà không có phước bố thí cúng dường kia. The other one is Manusena Adhipatiyena. Although they are the same as a human being, but he has more powers. The one who has generosity will surpass the other one in authority. That means he will be more powerful than the other one who has no dana. Và phương diện thứ năm là nhân quyền lực. Người mà có phước bố thí cúng dường sẽ vượt xa cái người không có phước bố thí cúng dường ở phương diện quyền lực, mặc dù cùng là con người. Although they are the same as a human beings, there will be differences between these two persons and these five ways. Và như vậy, mặc dù được tái sanh cùng là con người với nhau, nhưng giữa hai vị này, hai người này sẽ có sự khác biệt về năm phương diện như vậy. So, do you want to surpass the other one with these five things? Như vậy, quý vị có muốn hơn người khác ở năm phương diện này hay không? Then me, you should also make generosity as far as you can. Then, when this karma
produce a result, then you will obtain this five things more powerful than the other. Nếu mà quý vị muốn thì quý vị cũng nên thực hành cái sự hào phóng, cái sự cho đi của mình ở cái mức độ mà tốt nhất mà mình có thể làm được. Và cái việc đó nó là việc tốt, khi nó trổ quả thì quý vị sẽ đạt được năm cái điều kia. So Sumana Devi continue to ask the other questions to the Buddha. Và công chúa Sumana tiếp tục đặt câu hỏi đến Đức Phật. Pandi, when these two persons become ordained persons, are there still be difference between these two persons? Are there still be distinction between these two persons when they become bhikkhu or sayali? Bạch ngài, nếu mà hai cái người này họ xuất gia trở thành một vị tỳ kheo hoặc là một sư cô, thì giữa hai vị này có gì khác biệt không ạ? So the Buddha answered, there would still be difference, distinction between these two persons. The one who has no generosity, the one who has generosity. Và Đức Phật trả lời rằng, vâng, vẫn có sự khác biệt giữa hai người này. Một người có phước, bố thí, hào phóng và một người không có. Although they are practicing meditation as a bhikkhu or sayali, although they follow the Buddha's instruction and the Buddha's dispensations together, but there still be difference, there still be distinctions between these two persons. Và mặc dù họ cùng sống trong giáo pháp Đức Phật, cùng giữ giới, cùng thực hành cái lời dạy của Đức Phật như nhau, nhưng mà cuộc sống của họ vẫn có những sự khác biệt. You know, the one who has generosity will surpass the other one who has no generosity in five ways. Và cái vị mà có phước cúng dường bố thí, tức là đà ná, sẽ vượt xa cái vị không có phước kia ở năm phương diện. You know, the one who has generosity, he used the rope offered by devotees specifically for him. Và cái vị có phước đà ná sẽ được quý Phật tử cúng dường nhiều y phục hơn. You know, many devotees offer special robe for this bhikkhu or sayali. Please wear this robe for my merits out of compassion to me. Or they were requested to wear their offered robe. Và những người Phật tử, những người thiện tín, họ thỉnh mời, họ yêu cầu cái vị đó xin nhận cái phần y của họ, xin hãy mặc cái những cái y đặc biệt cho họ làm, họ dâng cúng để cho họ được có phước. Then the other person, he will not be experienced like this. He need to find the robes to wear. Trong khi người kia thì không có trải nghiệm những cái điều như vậy, phải tự đi kiếm y để mặc. In the same way, in Ant's food, the ones who had generosity, then many devotees offer special foods to him. And they please have this food for my merits out of compassion to me. Then he have a lot of food to eat. But the other person don't have such kinds of food, he need to find the food. Và cái vị mà có phước đà ná sẽ được nhận nhiều thực phẩm dâng bởi thiện tín, và những thực phẩm đặc biệt thượng hạng. Và những người Phật tử, những người thiện tín, họ cũng rất là cung kính, họ dâng và họ thỉnh mời vị ấy dùng vì cái sự lợi ích, vì phước báu cho chính bản thân họ. Trong khi cái vị mà không có phước bố thí cúng dường thì không có được trải nghiệm những điều trên, và đôi khi phải tự đi kiếm thức ăn. Also, monastery or lodgings, kuti, okay? Then, the one who has generosity, when they become bhikkhus, then they have many monastery, many lodgings to stay, offered by devotee. He don't need to purposely find. They automatically offer, Bandi, please accept our lodgings, our monastery. Please stay here in this monastery, like this. But the other persons need to find the place to stay. He may have many difficulties. Đối với chỗ ở
cũng vậy, như là thiền viện hay là cốc liên cũng vậy, cái vị mà có phước đà ná sẽ nhận được nhiều trú xứ hơn, nhiều Phật tử, nhiều thiện tín sẽ tiếp cận và dâng cúng. Bạch ngài, xin ngài hãy ngự lại đây, sẽ hãy trú lại đây ở thiền viện này, xin dâng cho ngài thiền viện này, xin dâng cho ngài cốc liêu này, xin ngài hãy ở vì lễ, vì phước báu của chúng con. Và vị ấy có rất là nhiều cái trú xứ, trong khi cái vị kia thì không có chỗ ở, phải đi tìm chỗ ở. The other requests like medicines etc. also in the same way. The persons who have generosity, no need to purposely fast, there will be a lot of donors who wish to offer to him. The other person need to find the requisites poorly. Và đối với những cái món đồ khác cũng vậy, như là thuốc men chẳng hạn, cái vị mà có phước bố thí, vị ấy sẽ được rất là nhiều những cái thuốc men dân cúng bởi thiện tín Phật tử, trong khi vị không có phước bố thí đà ná thì phải đi tìm. And also within these communities, the one who has generosity can receive others' respect. They respect each other. When he speaks one thing, then they automatically listen. They were never against, they were never fight against him. Và ở trong hội chúng cũng vậy, cái vị mà có phước bố thí á, khi vị ấy nói cái gì thì những người khác yêu mến, cung kính và vâng lời làm theo, không có chống đối lại. Then we, all fellow persons who are staying together, they respect him a lot. Và những cái vị đồng phạm hạnh, đồng cư ngụ rất là cung kính cái vị này. Then the one who does not have generosity, then he may not experience such kinds of respect from the other. Và cái vị mà không có cái phước bố thí cúng dường từ trước thì có thể không có trải nghiệm được cái điều này, không nhận được nhiều sự cung kính từ các vị đồng tu, đồng phạm hạnh. Oh, these are the difference and distinction between those two persons, one who has generosity, one who does not have generosity. Và đây là những cái sự khác biệt giữa người có phước đà ná bố thí và người không có phước đà ná. Then the Sumana princess continued to ask another questions to the Buddha. Và công chúa Sumana tiếp tục đặt câu hỏi đến Đức Phật. When they began Arahantas, are there any differences, any distinctions between those two persons? Công chúa hỏi rằng, như nếu hai vị này đắc đạo quả A-la-hán, thì có sự khác biệt gì giữa hai vị này không? Okay, because of the practice of meditation, those two persons were become Arahanta in this dispensation. At that time, the Buddha answered, there are no differences, no distinctions between those two persons. Và Đức Phật trả lời rằng, bằng sự thực hành thiền, bằng thực hành pháp, thì hai vị này sẽ đắc đạo quả A-la-hán. Và khi đắc đạo quả A-la-hán, thì không có sự khác biệt gì giữa hai vị. Tell me, does one liberation of one is not different from liberation of the other? They liberate from the defilement. They can stay with the real happiness without any defilements. Because of this reason, there are no differences between those two persons at that time. Về phương diện giải thoát, tức là tâm họ hoàn toàn giải thoát khỏi các cái lậu hoặc giống nhau. Vị nào cũng an trú trong cái phúc lạc giải thoát đó giống nhau, không có sự khác nhau gì giữa hai vị. Tức là không phải là vị này được giải thoát, vị kia vẫn còn các phiền não, tức là hoàn toàn không có sự khác nhau. You know, generosity dana makes to begin difference or distinction between those two persons until you attain arhatship. Và như vậy, phước bố thí cúng dường nó đem lại sự khác nhau giữa hai người cho đến khi quý vị trở thành A-la-hán. When they began Arhanta only, will be the same, will be equal between those two persons. Before attainment or Arhatship, before becoming Arhanta, they still had differences between those two persons in any rank, any conditions. Và như vậy, chỉ sau khi đắc quả A-la-hán thì hai người này hoàn toàn giống nhau về phương diện giải thoát. Còn trước khi đó thì họ có sự khác biệt về những cái phương diện kia ở bất cứ cái cõi giới nào, ở bất cứ cái điều kiện sống nào.
When Sumana Devi, Sumana Princess heard the Dhamma from the Buddha, then she says, everybody should do generosity. Everybody should have dana. Then the Buddha also agree with her speech. Okay, everybody should do generosity. Everybody should accumulate dana. Khi nghe cái pháp thoại được dạy bởi Đức Phật như vậy thì công chúa Sumana tán thán và nói rằng tất cả mọi người nên thực hành thiện sự bố thí cúng dường, nên cho đi. Và Đức Phật khi nghe như vậy cũng đồng ý với công chúa Sumana và Ngài cũng tán thán và tất cả mọi người nên thực hành cái phước bố thí cúng dường. Actually, there's a story explains in a commentary, but now we have no time to explain. Later, we may explain the stories. Và có một câu chuyện được giải thích ở trong chú giải, nhưng mà bây giờ chúng ta không cần thời gian nữa, sau này tôi sẽ giải thích. But when you are doing the generosity, please be careful. When you make any offerings to the Sangha or Yogi or any person, you should make aspirations for realization of Nibbana. There will be parami generosities. Dana parami. Có một điều quý vị cần phải cẩn trọng chỗ này, đó là bất cứ khi nào quý vị thực hành bố thí cúng dường đến chư tăng hay đến những người thực hành thiền hay đến bất cứ ai, thì quý vị nên bố thí và ước nguyện để đắc được niết bàn. Nhờ cái phước bố thí này nguyện cho con đắc được niết bàn, và cái việc nguyện như vậy thì khiến cho việc bố thí của quý vị trở thành dana parami, tức là bố thí ba la mật. Only if you make aspirations for long lifespan, for beauty, for happiness, for faith, and for authority, without making aspirations for realization of Nibbana, then there will not be dana parami. Nhưng nếu mà quý vị cúng dường với cái ước nguyện là để được sắc đẹp, để được thọ mạng, để được hạnh phúc, để được quyền lực mà không ước nguyện niết bàn, thì cái việc bố thí cúng dường của quý vị nó sẽ không trở thành bố thí ba la mật. When you offer sentence, then make aspirations for realization of Nibbana, then you will automatically gain the other five things. Và mặc dù quý vị khi cúng dường ước nguyện đắc niết bàn chứ không có nguyện năm cái điều kia, nhưng mà một cách tự động thì năm cái quả báu kia nó cũng sẽ đến với quý vị cũng đạt được năm quả báu kia. So by doing the generosity, may be able to attain this special five things, and also may be able to realize Nibbana as soon as possible. Và cầu chúc cho sự thực hành bố thí cúng dường của quý vị đạt được năm cái quả báu trên cùng với niết bàn tối thượng càng sớm càng tốt. Prabhu Adami to share your merits to all beings. Xin hãy lặp lại theo tôi để chia phước đến tất cả chúng sanh. Idame bhunya. Idame bhunya. Asawa khaya. Asawa khaya. Vaham ho tu. Vaham ho tu. Idame bhunya. Idame bhunya. Nibbanasa. Nibbanasa. Bacchayo. Bacchayo. Ho tu. Ho tu. Mama bhunya bhagam. Mama bhunya bhagam. Sabba sadana. Sabba sadana. Bhajemi Bhajemi Te Sabbe Te Sabbe Me Sama Me Sama Bhunya Bhagam Bhunya Bhagam Labhantu Labhantu Sadhu Sadhu Sadhu.